ได้นายคนเงยนายได้ที่บอยเชิญก็รับนายเรือที่เรือที่ที่มานายที่มาได้เราบ้านฟังนายเราถามรัวแม่ผู้หูเห็นรัวได้นายรัวที่มานายบานนายมัดเทียนนายได้นายคนเมตตาได้นายได้นายเรือเตรียมของเมตตาหน่อยรับที่บอยเฉลิมวัวก้าตัวรัวที่นั่นถูกที่เตรียมของเมตตาหน่อยได้นายที่มาได้นายได้นายโขท่านบานนายเชื่อโหท่านบานนายเชื่อด้าแงวด้าโหคนดีที่บานในเรือหน่อยไม่มองเงี้ยเสียkhông lấy mà lại ở trong túi của bà một tay cũng cho nhau mà cỡ khó một tay không một tay à không thôi thôi tao mày đừng đánh tao mày bà tao mày đừng đánh mày cũng nói á mày cũng nói á mày cũng nói á ra rồi đừng có làm vậy để thất đức để có đem lấy đức cho con được cái nó có nó không nói sao lấy được gì của bà này nó ngồi xoắn ở đây bò mình nghi ngờ bộ nhẹ cái cuốn này làm sao nó ngồi xoắn ở đây xong rồi làm nó được đi quay trở lại bắt đi luôn đi chạy bỏ bà ơi luôn đây đi to rồi tắt cờ một thằng đi luôn chạy ra ngoài Anh Quốc với thằng nó đi xe máy nếu thằng thằng ấy ở đây nó bắt thì thằng xe máy nha bắt được luôn nha lấy rồi đi luôn cái này nha chưa ngược cái mặt lên nó rồi và về một con đi ăn trộm tiền người ta đây vào ban quản lý chợ đang ở ban quản lý chợ mọi người đang xem đây mọi người đang xem đây ban quản lý chợ đây bắt vào ban quản lý chợ đây vụ này không thể ra được phải răn đe cho kẻ sau không làm cái trò này ra được còn làn đây này nhìn mọi người này cái mặt đẹp rõ đẹp rồi này rõ xinh này mặt rõ xinh cả ví của bà như rồi trong ví nhiều tiền không rồi đây đặt là ví của bà này trong ví này có 8 triệu như 8 triệu mấy đưa tiền của bà hả mai bà còn tin nhiều hả đây 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 lấy của bà đây thế nó đã lấy đồng nào chưa hả ba tâm nó đã lấy đi nghìn nào chưa ủa tài của chưa 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 tài của chưa bà này không nhắc là nó chạy thằng nào chạy thằng nào quần kia nó theo rồi lấy rồi chắc là người ta đuổi phải không đuổi đấy bà sợ bà vất ví ra nhưng mà kia thì thịt can đây ba người ta nhìn thấy ôi trời ơi cái gì muốn nó còn nhìn nó vất vái sợ và vất vất tiền ra là vất ví lại ôi trời ơi nhục nhã đừng làm cái nghề này nữa cái làm sao được bây giờ đi đâu cũng có cam người ta soi hết không cái được đây này già run chân run tay đây này run chân run tay yếu sức khỏe còn phải đi làm ai á ơi rồi ơi mấy lần rồi đúng là chó đen giữ mực nhà chó đen không thay lông trắng là vậy đây mấy lần rồi quen đời à người ta làm vất vả lắm mồ hôi nước mắt công sức người ta bỏ ra đừng có đi làm vậy hả không biết người ở đâu nhá người ở đâu nhỉ mọi người người ở đâu nhỉ lấy chồng Vạn Ninh như người Quất Đông như lấy chồng Vạn Ninh như chồng chết rồi thế là bây giờ cứ đi hành cái nghề này lấy ăn thôi chồng đẹp gói về thôi đi lắm tâm với mày tao rất xấu tành lắm lắm tâm xấu hổ lắm nhục lắm cái này con cái đó mà cái này con cái nó nhìn thấy thì đúng là nhục nhã xấu hổ lắm chân tay khỏe mạnh như thế này đi ăn chả ơi ơi lấy tiền đâu mà chết lấy hơi rồi hết ông già hơi rồi may quá quay cho lên mạng có cho lên mạng cái này phải chia sẻ lên mạng nhé mọi người biết nhìn thấy không tin nhá cho tôi biết cái vụ này đã đừng có nói là phải nó đãi mà được không ông đã nghĩ được chưa bây giờ đi tù nhá tội chồng tội có bằng chứng hết mà tha chồng tội tha rồi quên đời không chỉ đây bây giờ chú ý này đây đang quỷ xin lỗi mày một ruột chứ một vườn à? Nó lấy để nó chia cho mày à? Mà lại bảo xui nó lại. À, xin tiếu thì không nhận. Còn cái khăng khăng tâm biết là sao à? Con mẹ này cùng một biết nào không rồi. Bây giờ mình quỷ lên để đi làm. À, mấy cháu thì chắc là cùng một cái lỗi dân của con. Tao không làm được ai để đi ăn cắp vậy. Cái này tốt nhất là phải báo công an bắt cho vào tù để cho nó chừa đi. Đi tù rồi có tin đâu. Cứ làm khổ người ta cứ làm khổ người ta.
loại lười làm này ấy, chỉ muốn đi dình người khác để ăn thôi, phải đi làm mới muốn ăn chứ không làm lấy đâu ra mà ăn. Đây này, nằm đêm cho cô bác bỏ vào bồn, con già rồi châm tay run lấy rồi, đi làm mới ăn được. Còn trẻ đẹp như này ăn của con gắp đây, bà này đây, ăn gắp của bà này đây, ở đây kéo nghe mấy gì không biết luôn, để ông này ở đây tao không biết chết. Bà Tâm đi với cả ba đi, Tâm đi lên, đi quen rồi đó, sợ đâu à? Bà Tâm đi lên vườn, cái này phải công lên vườn xích vào. Bà Tâm đi rồi, đây này, Thường Cát Long xuống xích lên, đi lên vườn phải nhá, phải nhá. Đây ăn rất nhiều lần rồi, nhiều lần rồi. Này, nhiều quá đó bà, ăn cắp nhiều lần rồi. Cái mặt rồi. Đây này, nhìn đây này. Cúi mặt. Cúi mặt. Lên phường, lên phường. Ăn cắp nhiều lần rồi nhá. Ở đâu? Con mẹ này người đâu? Con mẹ Hiên. Con mẹ Hiên à, người đâu? Con mẹ Hiên là ngày xưa buôn cá ở Hà Cối xuống, con mẹ này tay vài tay ngắn đi. Đúng rồi. Ôi giời ơi, thế kết thúc nha các bạn nha, kết thúc nha, lên phường rồi, lên phường rồi.